Phạm Quý Thiện xin kính chào toàn thể cô chú anh chị nha. Hiện tại thì Phạm Quý Thiện đang đứng ở trước cổng chùa Nghệ Sĩ ở địa chỉ là 116 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp. Dạ, thì bên trong đây chính là cái hoa viên của chùa Nghệ Sĩ. Dạ, đây là cái cổng chùa để chuẩn bị mình đi vào phía bên trong. Thì bây giờ hãy xin mời toàn thể cô chú anh chị mình bước vào phía bên trong để mình tham quan nha. Cũng như là muốn chia sẻ cho cô chú anh chị mình được biết là tại sao mà cái cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ khi mà mất lại không được an táng trong cái hoa viên của ngôi chùa. Và cũng như là an táng ở nơi hoa viên dành cho những cố nghệ sĩ. Thì bây giờ hãy xin mời toàn thể cô chú anh chị mình bước vào cũng như là để tham quan nha. Dạ, thì bước vào trong cái hoa viên của ngôi chùa Nghệ Sĩ. Dạ, đây là ngôi chùa Nghệ Sĩ dành riêng để an táng cho tất cả các nghệ sĩ cải lương ở Việt Nam. Dạ, tính tới thời điểm cuối năm 2008 thì chùa đã có 546 ngôi mộ và có hơn 500 lọ cốt. Những ngôi mộ nằm lâu á là đã được hỏa táng và đưa về tháp cốt ở phía sân chùa của chú anh chị. Dạ, thì đây là xung quanh cái khung cảnh mà hoa viên của chùa Nghĩa Trang Nghệ Sĩ của chú anh chị nha. Thì bước vào phía bên trong, của chú anh chị mình có thể nhìn thấy đây là phần mộ của nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Thì bây giờ hãy xin phép được chia sẻ một số cái thông tin về cố nghệ sĩ Phùng Há này nha cô chú anh chị nha. Dạ, thì nghệ sĩ nhân dân Phùng Há tên thật là Trương Phùng Hảo. Dạ, thì bây giờ hãy xin mời toàn thể cô chú anh chị mình bước vào để mình xem cũng như là hãy muốn chia sẻ gửi đến cho cô chú anh chị mình cái ngôi mộ của cố nghệ sĩ hiện tại đến thời điểm bây giờ là như thế nào nha cô chú anh chị. Dạ. Đây là cái khu vực mà cái ngôi mộ của cố nghệ sĩ Phùng Há này của chú anh chị. Dạ, tên thật của cố nghệ sĩ là Trương Phùng Hảo nha của chú anh chị. Thì cố nghệ sĩ là nổi tiếng là người Việt mà gốc Hoa, và được xem là một trong những vị tổ của bộ môn nghệ thuật cải lương ở Việt Nam, cùng thời với nghệ sĩ Bảy Nam. Dạ. Thì bà mất vào ngày 5 tháng 7 năm 2009, hưởng thọ được 98 tuổi của chú anh chị. Và hiện tại thì cố nghệ sĩ được an nghỉ tại hoa viên của nghệ sĩ. Đây cô chú anh chị mình cũng thể nhìn thấy nè, trước khi mà bước vào á thì có rất là nhiều hoa cũng như là cây rất là đẹp của chú anh chị. Thì trước mặt cô chú anh chị mình là cái ngôi mộ của cố nghệ sĩ. Thì bây giờ hãy sẽ quay gần lại cho cô chú anh chị mình xem nha. Dạ, thì bà cũng chính là người đã bỏ tiền ra để mua toàn bộ cái hoa viên đất ở cái khu vực này để thành lập ra được một cái nghĩa trang liệt sĩ cũng như là chùa liệt sĩ luôn. Dạ, thì tọa lạc ở trên mảnh đất thật sự là rất là đất đắc địa luôn tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái ngôi mộ của cố nghệ sĩ Phùng Há. Thì tại sao mà khi mà ngôi mộ của cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ không được an táng tại ngôi chùa này, ngôi chùa nghệ sĩ này, thì cô chú anh chị mình cũng có thể nhìn thấy được là cái hoa viên của ngôi chùa thực sự ra là nó hết diện tích. Khi mà những cố nghệ sĩ trước đây
mà chôn được lâu rồi á, cũng phải đem lên để thiêu, để lấy cái xương cốt rồi để bỏ vào trong những cái tháp ở phía sau sân chùa của anh chị, nên cái diện tích cũng còn rất là kiểu như là khan hiếm á, nên khi mà cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ mất thì không có được an táng ở tại đây, là lý do như vậy, chứ không phải là một cái điều gì khác lạ hết của chú anh chị. Và có nhiều những thông tin trên cộng đồng mạng chia sẻ rằng là điều này điều kia, nhưng mà thật sự ra mà nói thì cái hoa viên của nghĩa trang đã liệt sĩ này đã quá là kiểu như là không còn đủ chỗ chứa nữa của chú anh chị ơi. Dạ thì tiếp tục Hải sẽ chia sẻ về cuộc đời của cố nghệ sĩ Phùng Há. Là vào năm 1924 thì khi ông bà Hai Cu thành lập ra gánh hát Tái Đồng Ba và mời bà tham gia vào vai trò chính để đóng cặp với kép chính với ông Năm Châu, thì ông đã là người gợi ý cho bà sử dụng một cái nghệ danh, đó chính là nghệ danh Phùng Há, làm một cái nghệ danh đến tới thời điểm mà khi mà cố nghệ sĩ qua đời luôn. Dạ thì rồi đây là cái mà nội dung chính mà Hải muốn cũng như là chia sẻ cho cô chú anh chị mình được biết, là vào năm 1958 thì bà đã đề xuất ra để mua nguyên một cái khoảng đất rất là rộng luôn của chú anh chị, để mục đích là có thể chôn cất những nghệ sĩ cùng thời với mình, cũng như là có cái chỗ hương khói cho những nghệ sĩ mà không may qua đời á. Thì mua miếng đất xong rồi đã xây dựng và đặt tên là chùa nghệ sĩ tại Sài Gòn, để làm nơi nghỉ cho tất cả nghệ sĩ cải lương. Bà cũng tự xuất tiền để xây dựng bia mộ cho các nghệ sĩ lão thành và cấp dưỡng cho vài nghệ sĩ nghèo. Bà không chỉ là nghệ sĩ với giọng hát xuất sắc, diễn xuất tinh tế, bà còn là có công đào tạo rất nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhiều người đạt danh hiệu nghệ sĩ ưu tú thời Việt Nam Cộng Hòa của chú anh chị. Bà là giảng viên của trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ tại Sài Gòn vào những năm, và cũng như là bà đã đóng góp được cho nghệ thuật rất là nhiều. Cụ thể nhất là vào năm 1984 thì bà được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Bà còn từng là ủy viên của hội đồng các nghệ sĩ, cơ quan có nhiệm vụ là giúp cho chủ tịch hội đồng bộ trưởng trong cái việc mà xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và nghệ sĩ ưu tú cho những người hoạt động nghệ thuật và có nhiều cái sáng tạo nghệ thuật, trong đó là bà có nhiều cái cống hiến phục vụ cho nhân dân. Và đó là những cái thông tin mà ngày hôm nay Hải muốn chia sẻ và cũng như là gửi đến cho toàn thể cô chú anh chị mình biết sơ qua về cái hoa viên của ngôi mộ nghĩa trang nghệ sĩ này. Tại sao mà cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ lại không được yên nghỉ tại đây, là cái lý do gì, thì đó là những gì mà Hải muốn chia sẻ cũng như là gửi đến cho toàn thể cô chú anh chị trong cái video clip ngắn thôi, để có thể Hải chia sẻ cũng như là chia sẻ hết cho cô chú anh chị mình biết về cái nguyên nhân cũng như là cái lý do tại sao mà cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ không được yên nghỉ tại đây, để cho cô chú anh chị mình hiểu rõ hơn và cái nguồn gốc của nghĩa trang nghệ sĩ này được thành lập ra như thế nào, và xuất xứ từ đâu, và ai là cái người mà đã bỏ tiền ra để thành lập, cũng như là bỏ tiền ra để mua cái mảnh đất thực sự là rất là đắc địa ở trung tâm thành phố Sài Gòn lúc bấy giờ. Thì Hải cũng xin cảm ơn toàn thể cô chú anh chị, các vị khán thính giả đã quan tâm cũng như là ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Dạ thì video clip này Hải chia sẻ đến đây thì cũng mong rằng cô chú anh chị mình ủng hộ Hải, để Hải có thể có thêm động lực để chia sẻ nhiều hơn những cái video clip hay và ý nghĩa hơn nữa để gửi đến cho toàn thể cô chú anh chị. Dạ thì cô chú anh chị mình đồng quan điểm cũng như là ủng hộ Hải về cái việc làm của Hải, thì cô chú anh chị cho Hải xin một like cũng như một subscribe đăng ký kênh và chia sẻ video clip này cho toàn thể cô chú anh chị khán giả khác, bạn bè của mình được biết. Và thì qua đây Hải cũng xin khép lại video clip ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn toàn thể cô chú anh chị mình nha.
Hải xin mến chào, hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị mình trong những cái video clip sắp tới. Bye bye.